Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Đây là loa nắc TH15 tiếp tục về hàng. Thì hiện tại bây giờ em nhà là có hai đôi. Đây một chiếc trong góc này, các bác đang nhìn thấy đây. Hôm trước giới thiệu loa này nhưng mà cũng trong một ngày thôi. Tiện cái dọn luôn cho nó gọn gàng lại. Đây là loa nắc TH15. Hiện tại đôi này em đã sơn lại nha. Đấy, thì đôi này em sơn lại nốt này. Đây trước này sơn lại này. Bây giờ là anh em đang tháo ra. TH15, con này là bát 40. Từ 19 côn 76. Con này là tép từ 17 côn 72. Tép nắc thì siêu khủng rồi. Con này thì không chê được rồi nha. Vẫn còn nguyên đan nguyên kiện đây. Đấy. Cổ rất là to. Từ to con lớn. Tem nhôm. Đấy, con này tem nhôm. Rất là nặng. Con kèn này không mấy cân này. Em sẽ bê cổ kèn này để ra đây cho các bác cùng xem. Đấy, rất là nặng nha. Đấy. Đây là nắc Sonotonic 72/2 này. 80W 8 ohm. Thì em sẽ lấy luôn đồ tháo luôn ra cho các bác cùng xem nhé. Tháo luôn cả đôi ra. Bế hết ra cho các bác cùng xem. Đây các bác xem kỹ nhá. Một cái màng này. Nó có kiểu vết nồi vết lõm này, các bác nhìn kỹ. Thấy không? Vết nồi vết lõm này. Đấy. Còn trước bên này thì đẹp long lanh này. Đấy. Màng này đẹp long lanh này, không có vết nồi lõm tí nào này. Đấy. Nó có tí vết bẩn thôi. Còn trước bên này thì nó có vết nồi vết lõm. Chứng tỏ là con này là em đã gắn lại rồi. Về 4 đôi thì gắn lại hết. Có đúng 1-2 chiếc nó không bị rồi. Gần như chiếc nào về cũng phải tháo ra. Thì những chiếc này thì khuyên dùng các bác là phải thay màng và côn. Nên là đấy. Nên là tiếng nó mới hay được. Con này thì côn zin nhá. Còn các bác thích thì em giữ lại màng với côn cho các bác đấy. Thay cả màng cả côn luôn. Côn 72. Đây là cụ tép này đấy. Kiếp không? Một cái vệ sinh rồi, một cái chưa vệ sinh. Cái này vệ sinh rồi à? Cái này chưa vệ sinh này. Đấy. Thấy không? Nâu luôn này. Đấy. Kiếp không? Một cái vệ sinh rồi, một cái chưa vệ sinh. Thì đây là cụ nó tép nhá. Còn cái phần cụ nó bát thì đây. Một chiếc này thì nguyên bụi. Tức là chưa tháo ra. Chưa có nâu. Con này là bát của nó đây. Nắc. Đấy. 15 FN-1 nó ghi 250W 8 ohm. Nhưng con này 250W thì chắc khi là thật đấy. Côn con này không nhầm thì nó là côn 75. Khung xương rất giống của B3. Đúng chưa? Khung xương rất giống của B3. Đây cái màng của nó đây, hai chiếc đây. Chiếc này thì cũng cái này thì nó đẹp hơn rất nhiều. Serino của nó là 002 8013. Và Serino của chiếc này là 002 8040. Đấy. Kép từ đây. Em sẽ ngửa lại cho các bác xem cái màng nhé. Đây tạm đây đã. Đấy. Màng của nó đây. Hai chiếc thì màng nếu mà đặt riêng nhau là các bác sẽ thấy này. Đấy. Màng của nó màu nó gần đều nhau. Gần đều nhau nha. Kiểu như là một chiếc là nó bị nó ám khói của cái máy tạo khói. Đấy, nó sẽ bị ám màu. Còn côn màng nhện thì cam kết các bác là con bát là zin hết. Bát là zin hết nhá, chứ không phải là bát làm lại đâu. Bát là zin hết. Cái nào nó bám nhiều bụi thì nó gần cái máy khói, nó sẽ bám nhiều. Đấy, màu nó cũng khác hơn một tí. Máy khói thì màu nó ra nó ám màu. Đấy. Đây. Các bác nhá, đây của bát này, em sẽ quay cho các bác xem là cái thùng đây thì về là nguyên zin, chưa có sơn lại. Đây là bên trong máy phân tần này, các bác nhìn thấy không? Đây là phân tần này, có quận bass, quận chest, có một tụ, hai tụ thôi, có một chở, hai chở, ba chở, một chở nhiệt nữa, là bốn chở hết. Mạch này thì em không tháo đâu, tất tần tật đây, nguyên zin hết. Đấy, con này thì nó có kiểu bám nhiều bụi bẩn này, các bác nhìn này. Thấy không? Đấy. Bám nhiều bụi bẩn. Đây là cái đỡ tép của nó, khoang đỡ tép. Đấy. Thùng về em sẽ sơn lại nhé, các bác yên tâm. Và đây là cái mạch thứ hai này. Đấy. Tất cả linh kiện nguyên zin hết, chưa có sửa chữa, chưa có thay thế bất cứ một con linh kiện nào.
Yên tâm các bác nhé. Đây là cuộn bát này, cuộn chén này. Một tụ này, hai tụ này, 3, 4, à một chở, hai chở, ba chở, một chở nhiệt nữa này. Đấy. Serino, tất cả mạch đều của Serino, Serino của nó không trùng với nhau. Serino của nó sẽ là seri liền kề. Và đây là cái quy treo đằng sau này các bác nhìn này. Con này nó ít bám bụi hơn con kia nhé. Đấy, các bác theo. Bám ít bụi hơn. Đấy. Là các bác sẽ nhìn thấy đây nó cũng bám cái kiểu bụi màu này. Đấy, còn như lật cái này ra thì nó khác một tí này. Đấy. Lật ra nó màu nó khác này. Đấy. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Thùng đây em về có sao em quay vậy. Chứ em không có vệ sinh sẵn rồi xong bắt đầu que mới khen là đẹp tuyệt vời này thì là nọ đâu. Có sao nó quay thế. Bông đây thì họ chỉ trần ở trong, tức là bắn ở trong cái khoang bát thôi. Còn cái khoang của tép kia là khoang cộng hưởng. Đấy, nó không có thêm. Và cái này thì em đã nói trong một số video trước rồi. Đó là cái khoang bát và khoang tép này nó sẽ được gần như là chia ra bởi một cái vách đây này. Đây các bác nhìn này. Tép thì nó sẽ đi trước và bát con này nó sẽ là đi sau. Nó sẽ lùi lại một tí này. Khoang bát, khoang tép này, bát nó sẽ lùi xuống đây một tí này. Đấy, tép thì nó sẽ cộng lên trên. Đấy, nồi này là công nghệ của hãng người ta làm pha cho con loa này rất là tốt rồi. Nên là đánh Pacific thế thôi. Con này chơi trong 3 vũ trường, phòng hát, chuyên nghiệp. Nó mới có cái quy treo trên nóc. Đây các bác nhìn thấy quy treo luôn này. Đây là hàng mới về nhé. Còn cái hàng mà em sơn lại rồi thì nó không có vết như này đâu. Đây là hàng mới về. Nó có vết xước này. Đấy, bụi mỏng bán bia này. Đấy. Chứ hàng em sơn lại xong này em để cho xước này em khoe thì chết dở. Đây nhá. Trọng lượng của cặp thùng này khá là nặng. Nó khoảng tầm là 40 mấy cân đấy. Rất là nặng. Bê một mình đặt cao là không bê nổi được. Bê tầm thấp thì bê thoải mái. Các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đây là thùng nó. Đấy, và lưới đây. Sau khi nắp lên thì nó sẽ như cái loa bên này. Chiếc này em đã sơn lại. Và để đây nó bám rất là nhiều bụi bẩn. Đấy. Quy treo nó đây. Đấy. Thôi có vết xước rồi. Đây sơn lại sờ cái sơn này nó khác này. Cái kia nó bóng, còn đây là sờ nó bám màu màu này. Cái này thì em sẽ không tháo hẳn ra mà em sẽ bắn trực tiếp lên luôn. Gãy cái này ra này. Ban đầu là sơn nó sẽ gãy cái này ra, sơn bắn trong này xong đầu là chờ nó khô, đặt ngược lại bắn lại lần nữa. Đấy. Thì đây là thùng nhá, bên trong có sao thì em quay như vậy. Chứ em không có làm màu mè thì không. Giá thì em xin trân trọng thông báo là 12 triệu một cặp, giá tại cửa hàng, chưa có bao gồm cước phí vận chuyển. Đấy, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp với em. Đấy, video đến đây là kết thúc nhé. Hẹn các bác trong clip test lần sau. Có cái cặp loa này là cặp loa thứ hai. Cặp trước và cặp sau quay cách nhau hơi xa. Cặp này thì em đang xả kho, còn cặp này thì chỉ có một tí thế thôi. Đấy. Nói chung là cặp mới về thì vẫn phải sơn lại. Còn giá áp dụng thì theo đơn hàng. Và trong một vài ngày sắp tới mà các bác không bác nào đấy thì em sẽ quay lại giá cũ để chơi thôi. Đấy. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.